Thế giới của Yamashin Bopha cũng không thể nào cản nổi tên Sue. Hắn ta đã cử Niram đi cản Kiss và thực hiện điều ước cuối cùng với nữ thần sáng thế trước khi bà ta dần tan rã. Ay cảm nhận được tiếng than khóc từ mẹ mình, nhưng sức mạnh của Laser Boot cũng như sự không tập trung của anh đã thất bại nặng nề trong tay của Niram. Sự phẫn nộ của Ay khi nhìn mẹ mình đang dần tan biến, anh ấy đã thức tỉnh sức mạnh của riêng bản thân mình. Boost mặc bà nghiền nát tất cả những vật thể xung quanh lao tới, nhưng anh đã không thể nào giải thoát được mẹ mình. Rơi xuống từ điểm cao vô tận, anh đã chìm vào giấc ngủ, nơi Ace phải chọn một quyết định vô cùng khó khăn: trở thành người sáng thế hay trở thành thần hủy diệt. Trả lời trước người đàn ông bí ẩn mang mặt nạ cáo, Ace đã một lần nữa muốn cứu rỗi toàn bộ thế giới, chứ không để cho hận thù làm mờ mắt mình. Anh đã thức tỉnh và có được sức mạnh tối thượng. Người đàn ông cáo rời đi, thực chất anh ta chính là bản ngã của Ace. Nhưng Ace đã không rơi vào hố sâu của hận thù, trở lại và tham chiến với Sue trong hình dạng Geyser của hắn. Anh đã lần đầu tiên chuyển hóa thành Boost Mach 9. Âm thanh Ignition vang lên, một con cáo chín đuôi bay vòng quanh Ace và tạo nên sức mạnh từ trong bóng tối, phá hủy tòa nhà mà cả hai đang đứng để lao vào trận chiến cuối cùng. Vẫn như màn debut của những form khác trong Kiss, màn Henshin không quá ấn tượng, nhưng nó đủ thể hiện sức mạnh của A, sức mạnh sáng thế tụ hợp thành chính chiếc đuôi của Kiss 9. Kiss 9 với nửa trên được thay đổi hoàn toàn và nửa dưới của Mach 3, kèm với đó là cặp đuôi cáo và tông màu trắng và cam chủ đạo. Đôi mắt của Ace trở nên đầy thần thái như một vị thần đích thực. Trận chiến của anh cùng với Sue cũng thể hiện sức mạnh từ một vị thần, không còn là một con người. Anh đã trở thành thần sáng thế cùng với kỹ năng chiến đấu vô địch của mình. Gần như không có đối thủ nào có thể chống đỡ được Ace. Ngoài sức mạnh sáng thế, sau khi phá hủy, anh lập tức có thể tái lập lại tất cả mọi thứ. Khả năng chiến đấu vượt trội cũng như vũ khí trứ danh QB9. Khẩu Magnum 40X chuyển hóa có thể chuyển hóa thành một thanh gươm từ cận chiến cho đến tầm xa, tất cả đều nằm trong tay của Ace. Có thể màn Henshin không quá ấn tượng, nhưng trận chiến cùng với kẻ sử dụng sức mạnh từ tương lai Sue, hắn ta tận dụng toàn bộ sức mạnh đến từ hình dạng của Geyser. Cả hai người, kẻ đến từ tương lai và vị thần sáng thế, thần và người, một trận chiến long trời lở đất thể hiện toàn bộ năng lực, một trận chiến thể hiện toàn bộ sức mạnh của Kiss 9. Anh xứng đáng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tất cả những màn debut ấn tượng về Kamen Rider trong thời đại Reiwa.